À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chuyện hết hồn. Con người yêu chưa? Dạ. Con chưa có mối tình nào chút. Hai bàn tay trắng cũng được, nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Hai cưng, ngồi đi em. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào con. Và chào bạn nam kế bên. Em tên là Võ Thị Được ạ, năm nay em 22 tuổi. Quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại huyện Hóc Môn. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người trong trường quay. Chào bạn gái bên kia nữa. Cái gì nhỏ chú? À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Con tên là Lê Đức Mai Lâm, sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Con là làm nhân viên văn phòng ạ. Chú hỏi nhà con đi. Dạ. Nhà con đâu? Dạ, nhà con ở Con Tôm ạ. Con hỏi gì nữa không? Hỏi quê quán ba mẹ con. Quê con ở đâu? Dạ, thưa chú Hoàng Linh, chị Nam Thư, quê quán của em là ở Quảng Trị. Yêu điều của em là em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, biết lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Còn không có lắng nghe con trai hả? Dạ, con trai đâu nói chuyện con đâu mà lắng nghe chú. Ủa vậy chứ đó giờ không ai con trai nói chuyện với con hết trơn hả? Toàn 3D không à chú à. Vậy con mới ngồi đây. Với lại khuyết điểm của con là hơi dơ. Với lại quen trước quen sau. Để một cái gì ở đó là mình tìm cái đó, nhưng mà không biết cái đó ở đâu. Mà mình tìm cái đâu thì không biết cái đó là cái gì. Chú hiểu không? Hại não quá. Con cũng không hiểu. Bây giờ mời Được, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Dạ, em sống tình cảm và rất là chân thành ạ. Còn khuyết điểm của em thì hơi con nít một xíu. Với lại mít ướt. Thỉnh thoảng thì cũng có giận cá chém thớt. Em đã trải qua mấy mối tình rồi hả Được? Dạ, em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Con học đại học xong con ra trường là con đi dạy luôn đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Coi như còn trong veo gì đó. Rồi còn Lâm. Dạ. Có người yêu chưa? Dạ. Con chưa có mối tình nào chút. Thôi quá hỏi có người yêu chưa? Dạ có rồi. Ngồi tính bên đây dữ lắm luôn á. Nó tính có cô nào lúc nào gặp sau đó nó không có tình nào. Mình cũng có yêu đơn phương, yêu thầm thôi. Mình thích nhưng mà cái thời gian của con làm việc là con cứ làm thích cái này làm cái kia, cuối cùng dành thời gian cho công việc nhiều quá nên là mình chưa có khả năng mình tìm được người bạn trai hợp lý. Người bạn trai hợp lý. Chưa có khả năng để tìm ra một người bạn gái hợp lý. Nên là bây giờ con có cơ hội đó chút. Trời đất ơi hết hồn à. Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chuyện cũng hết hồn. Đàn trai nghiêm túc nha. Đi tới đây là kiếm người yêu không, nha. Bây giờ Lâm gọi là nói hài hước cho vui thôi. Tôi biết cậu này không có gì đâu. Bây giờ chị hỏi nè, một người con gái mà em mong muốn một yêu lý tưởng của em là em mong muốn như thế nào? Dạ, cũng xáo cũng được, miệng là dễ thương là được chị. Mới yêu cái gì cũng dễ thương hết. Yêu 1 năm nó khác, yêu 2 năm nó khác. Cưới về rồi nó khác. Dạ, chị cho em nói một câu này. Thực ra đôi khi cái ngoại hình nó đâu quan trọng đâu. Bây giờ cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng đẹp lên là cũng bình thường đó. Em nghĩ là nếu mà có tình cảm yêu nhau thiệt thì bất kể cái ngoại hình như thế nào thì cũng người ta cũng thật lòng người ta yêu thương mình. Em thì em đang cũng có ít vốn dành dùm với là tiền đi làm với tiền này kia, em cũng ăn uống tiết kiệm với là mình cũng cố gắng để mình ước mơ để chăm lo được cái cuộc sống sau này. Bên kia cho mình cơ hội mình quen biết nhau, mình cố gắng dành dùm 2-3 năm nữa mình kinh doanh này kia, mình kiếm thật là nhiều tiền, mình xây nhà, mình có một cái gia đình riêng. Rồi bây giờ là qua xem là gái. Trời ơi gái 22 tuổi chút xíu luôn, cô giáo dễ thương. Bây giờ vấn đề là có ngại yêu xa không? Có thời gian dành cho nhau thì cũng được ạ. Quan trọng nếu mà tình yêu đủ thăng hoa thì đàn ông họ sẽ gọi là sắp xếp rất là gọn gàng, không sao cả. Nói chung là hai đứa đều trong giai đoạn gọi là hình thành và phát triển tương lai. Nên nếu có kế hoạch rõ ràng, ta có mục đích, ta sẽ tiến tới được ha. Dạ. Ở trên đây có mình hả? Ở trên đây với chị con. Rồi, cho gặp chị ruột của Được chút xíu đi. Em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là chị của bé Được. Dạ Được nó còn nhỏ lắm. Còn nhỏ, còn hiền nữa. Thành ra là cũng lo phải kiếm người đàn ông che chở cho được ha. Dạ không, hai bàn tay trắng cũng được. Nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được. Chứ không cần là phải giàu sang hoặc là như thế nào, là không có cái nhu cầu đó. Rồi giờ thấy bên đây có được không? Chào chị. Chào em. Thấy bé đó nó vui vẻ mà hay hài, thấy cũng được, giúp được. Nhưng mà được hay không là để cho Út được nó... Thấy được, nhưng mà được hay không thì do để được. Dạ. Cảm ơn em. Chị Hai ơi, ở nhà mình á là tên có ai tên giống được nữa không? Tại vì ở nhà em á là anh Hai là anh trai, còn 4 chị em gái rồi. Cái là sanh bé Được ra là cha nghĩ là con trai thì cũng được, rồi con gái cũng được, có nghĩa là 5 đứa con gái cũng được, mà 1 thằng con trai nữa thì cũng được. Cho nên là tất cả đều được, là đặt nó tên Được. Nó lớn lên á thì nó đi học, ai hỏi tại sao mà tên Được, cái nó cũng nói là em tên Được thì cũng được. Cái gì cũng được thì em thấy nói chung là mọi người thấy cũng được. Được, em đừng bao giờ tự ti về cái tên của mình hết, dạ, hiểu không? Trước đây thì có, nhưng mà bây giờ em thấy nó cũng bình thường thôi, nó không có ảnh hưởng gì nhiều tới em á. Tên Được cũng được quá đi chứ, quá được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Dạ, con đến đây với là người em song sinh của con. Vậy là một người bạn thân chi cốt con từ nhỏ giờ ạ. Song sinh đó hả? Dạ. Ủa sao khác vậy? Khác chứng đó chứ. Dạ con chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư ạ. Em chào chị. Hai đứa song sinh thiệt hả? Dạ, em với Lâm song sinh. Dạ, hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau, thành giao cách cảm kìa. Thấy Được có được không? Dạ, cũng thấy Được, rất là được luôn. Nhìn thấy dễ thương với kiểu như là rất là được. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây con bấm cho. Em có người yêu chưa? Dạ, em chưa có người yêu chị. Hay quá. Chú Quyền Linh với là chuyện tâm sự cho con nói vài lời. Con nói với Lộc á là nhân mít cho bạn mình đi. Trời ơi, tưởng đâu. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và các vị khán giả. Em là bạn của em Cường, em là bạn của Bình Lâm. Bình Lâm thì em thấy tính bạn từ hồi xưa chơi với em thì rất là vui, có tính hài hước, thì đâm ra khi nói chuyện trên sân khấu thì nhiều khi bạn nói rất là vui thì mọi người hiểu nhầm. Với bạn nữ thì em thấy ngoại hình rất là dễ thương và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, và thấy rất hợp với bạn Lâm. Thì đôi ra khi mà về chung với nhau á, nó tạo cho cái không khí rất là vui với nhà hơn. Mình nên tiến tới hơn ạ. Rồi, cảm ơn hai bên. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Được với Lâm, mở rào. Bắt đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cái món quà này là hồi lúc học cấp 3 em rất là thích ạ. Em rất là mong được tặng nhưng mà chưa có cơ hội được tặng. Mong anh thích. Anh thích chứ, anh cũng mong được nhận lắm em. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đây là sen đá, nó là sống trong cái mùa khô hạn. Nó không thể sống thiếu nắng được, cũng giống như anh, cũng không thể sống thiếu em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống. Một ca khúc rất hay, một ca khúc rất là đặc biệt, ca khúc của những thập niên về trước. Ca khúc có tựa đề là Sóng Gió của Jack. Sóng gió gò dấp. Gò dấp. Sóng gió. Sóng gió gò dấp. Sóng gió của ca sĩ Jack. Dạ. Sóng gió của Jack. Jack. Dạ, dạ. Sóng gió, tôi nghe tưởng là sóng gió gò dấp. Ủa cái bài này mới dữ vậy trời. Rồi, vô, và dòng thư tay nè. Đâu phải dòng, phải dòng thư tay đâu chị. À bài đó là Hồng Nhan hả? Bài đó bài Bạc Phận. À chị lộn, chị lộn. Hồng trần trên đôi cánh tay, hạ đời em trong phút giây. Từng ngày thơ, ít còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Rồi người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay. Từ người yêu á thành người dưng đến khi em từ sưng. À thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương em mùi dã lý hương, vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Tằng 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 chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng số phu thê. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em có phải không? Tằng 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 tằng. Yo, tằng ta răng tằng tắc, trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dẫn anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tặng tôi một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Tìm về em người chàng khiến em lẻ loi. Rap luôn. A, B, C, D. Em nhớ rap. Xin lỗi mọi người, em nhớ rap. Rồi, được, rất là dễ thương. Sẵn được hát luôn, tặng bạn trai luôn. Em cũng có một bài hát tặng anh. Hai đứa này nó hợp ghê á. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua mênh mang, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em, lắng nghe những tâm tư này. Yeah. Dễ thương. Cái nào cũng dễ thương hết. À, quay mặt qua kia kìa được. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua em quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Cái ông nội đó nha, ông còn lùm trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Anh là con trai nên nhường em nói trước, em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Anh nói 3 phút đó mấy đứa. Chú nói trước, à không, để con nói trước, để anh nói trước cho. Thì điều đầu tiên em thấy cảm nhận anh là người như thế nào? Ừ, em thấy anh cũng dễ thương. Ừ, cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe em, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình. Cho về nhà anh em ra, anh đâu nói gì đâu. Ừ, anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên á, thì thấy... một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây cũng chỉ là con nít. Nói xạo đó, xong mi đen mới sẹt đó. Thực ra thì giờ anh nghiêm túc này, em muốn người đàn ông như thế nào? Trời ơi. Em cần gì, những người gì từ một người bạn trai? Điều quan trọng nhất là chân thành và tử tế là được. Ừ. Em hỏi anh đi. Anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều quan trọng là chân thành và tử tế là được. Trời ơi, chắc mình bông bên này nó bay qua bên kia quá ta. Anh trả lời khác đi. Tử tế và chân thành cũng được. Ok. Anh cần một người phụ nữ là vui vẻ, hòa đồng. Cô giáo mầm non thì chắc chắn là vui tươi, trẻ con nó mới thích. Mặt phải hiền hậu chứ mặc giống mặt bà Trần, mặc giống gì Nam Thư, trẻ con nít nào mà tới gần được. Em xin lỗi chị, khóc đó là anh nói ví dụ vậy thôi. Con là thiệt, chị Nam Thư thiệt, dự thiệt hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè, ở Bình Phước với lại Hóc Môn mình hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh, không biết em có thể mua cháo tới cho anh không ta? Em không gành đường lắm. Em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao, nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm đi. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên, chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang bên. Ok. Bây giờ hỏi nào, Lâm có ghen không? Ghen chứ chị, đàn ông ai chả ghen chị. Bé được, em có ghen không được? Dạ, cũng tùy thôi chị. Vậy thì bây giờ em... nếu mà yêu xa em sẽ im chứ em không có nói đâu vậy. Đó. Ôi, em sợ im làm chị ơi. Con gái khi đã không thích mình ở điểm gì thì phải nói ra thẳng. Anh như thế này thế kia chứ đừng có im lặng. Anh nói em sợ là con gái nói nhiều quá, anh nghe mà anh không hiểu. Không, anh nghe thì chắc chắn anh hiểu rồi. Nhưng mà... em sẽ không nói luôn, anh tự hiểu. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà đã cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau. Cảm xúc của em bây giờ nó... Cứ nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Đó. Chú hỏi thật con nhé. Dạ. Con có thích người đối diện con không? Dạ, rất là thích là chú. Con có cảm giác rung động gì nãy giờ chưa? Dạ có. Đấy, có những phút mình phải sống thật với mình như thế. Hài hước thì hài hước nhưng mà phải những lúc nào đó hãy lặn, có dấu lặn ở chỗ đó là tốt hơn nha con nha. Chú tin điều này là thật đấy. Rồi, chứ nội nè. Dạ. Ánh mắt của em rất là chân thành. Mà bị một cái bình là bá lớn, bợt bá lớn lại nha. Giỡn nó quen rồi. Đúng rồi. Đôi khi em cũng muốn tạo những cái vui hài hước. Con ta mới lớn, ông đi bá lớn với tôi nè. Dám không? Rồi. Lâm thì hài hước thôi, cũng có gì đâu. Trong ánh mắt của cô ấy không có gì gọi là gian dối đâu. Anh tin điều đó nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim một lần nữa. Thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Nhắm mắt lại nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bước ra đi. Nghe chưa? Nghe chưa? Không có lơn nữa nghe chưa? Nghe chưa? Ra đây bé. Không có gì đâu, Lâm dễ thương lắm á. Dễ thương. Về nhà với chàng trai này em sẽ cười cả ngày à. Nắm tay, nắm tay. Rồi. Chào chị. Em thì tính em thì hài hước vậy thôi, nhưng mà khi mà em đã nghiêm túc rồi em rất là nghiêm túc. Mình là một người đàn ông trưởng thành. Em sẽ cố gắng để với bé cùng đi trên một con đường, cho dù con đường nó còn sỏi đá trong gai. Con bé té thì em kéo lên. Dạ. Còn em hên quá, em sợ muốn chết giọng luôn, sợ con bé té, em té theo. Giống như là em sẽ lắng nghe nhưng mà không hiểu đó nha. Cái đó là vui thôi. Rồi, được rồi đó. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên, người ta chưa hôn lần nào đấy. Bắt đầu đi, đừng chậm nó nữa. Xin phép chị gia đình, xin phép hai bạn. Xin phép tôi nữa nè. Tôi là đại diện đàn gái, xin phép tôi nữa nè. Xin phép chị. Giờ em dám nói tôi tránh ra nữa không? Xin phép chú. Làm thủ tục đi con. Chú cầm với con. Trời ơi. Chị cầm. Cái thằng dễ thương. Em biết đúng không? Em cơ hội đúng không? Bởi vì chắc chắn một điều mà hôn trên trán là anh Quyền Linh sẽ bắt hôn lại. Em cơ hội đúng không? Hôn trên má đó con. Theo luật quá vậy đó con, hôn đi con. Đừng á, hôn nhanh ta về kìa, ta còn lo đón bạn gái vợ chồng ta đó kìa. Lúc nào nó cũng tìm với tình tiết để nó gây hại chứ gì chứ. Nè, cầm lấy đi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai. Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hôi. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Ôi, chào em. Chào. Em chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Chưa, bạn nam bên kia chưa có ra. Chú chào con, có mình chú và con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thủy Tiếp Vân. Em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, là đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có ban các bạn khán giả đang coi đài. Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em, công ty hoặc là mẹ ba thì gọi một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính đẹp trai. Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở ương. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai. Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hỗn hay gì quá mất đó, thì mới quýnh thôi. Rồi. Nó hỗn với chồng cũng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy, ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em, đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng, bên này thì không gia trưởng. Hơi một tí thôi, kiểu hơi. Như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu, im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối. Rồi, bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ, 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã như xét cho em là phải làm công việc đó, không cho em đi làm ở ngoài này kia nọ. Bao lâu rồi? Dạ, 2 năm hơn. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ, cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học, rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa, nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần là xong nha. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi biết cách ăn mặc một tí. Rồi không hô không hói. Còn gì nữa cho những người hô hói. Biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người cà rỡ, nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương, phải có một người nhu chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi gì nữa? Em không thích bê bối, nói chung là ở dơ. Bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Chắc có lẽ là đạt được 90%. 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hô. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con. Cái quan điểm này thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi thì được. Hơi hơi cũng hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc, đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Con không thích chủ phu, nóng tính. Hay bên này hơi nóng tính. Nói nhiều, cà rỡn là con không thích. Có rỡn không? Thì dạ chưa thấy. Không rỡn vui mà. Không thì vui kiểu như mà đừng có nhây quá. Nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực mờ, càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quýt liền đó đúng không? Em còn quýnh mà. Thôi được rồi. Bên đây chững chạc không có nhây rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào? Muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên, da trắng. Có luôn. Biết quan tâm tới gia đình. Đặc biệt là phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em? Dạ biết. Anh ơi em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm, anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Dạ anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính. Anh ơi em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không hay là mình... Dạ em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp, và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm guide luôn. Hay dạ. Quá. Thường anh đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen. Nếu mà lỡ có gì mà em biết được đó là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì em đi theo tour chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng được. Không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ hả? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không nói vậy thôi. Nếu mà bạn gái thì ok, tới chừng tới vợ rồi thôi. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em đòi đi thì thôi, em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay này kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon lành đó, công việc ổn định. Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. Rồi. Bạn Cát Tường và bạn Quyền Linh cùng các bạn xem đài. tôi là Thái Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật về hoàn cảnh của Vân á, thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm, mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó, để lo cho mẹ. Thì không biết là về có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok, mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm, mà không biết là cái số hậu qua thì như thế nào. Thưa cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu. Như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có 4 anh chị em. Trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con có hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu, lo cho gia đình. Rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ 1 tuần, hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ, con đã yêu ai thì yêu hết mình. Rồi, Tính đi với ai Tính? Lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị giả. Rồi, chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, nó vui tính. Cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào anh. Chào em. Anh còn món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác thì 1 năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc, em cũng đi giao tiếp này kia nọ. Nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng là em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà. Nhưng mà em đi nhậu vậy anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm được lon, đến lon thứ 3 là cũng hơi say rồi. Em cũng được cỡ đó. Về nhà nói hai người nhậu chung nhau được rồi đó. Em lanh quá thì anh có cảm giác mình lanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào, mình suy nghĩ gì về đối phương và trong lòng mình đang nghĩ điều gì, nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái hay không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau, chứ không phải bấm nút là đi uống cà phê với nhau. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Nào. Wow, vụ gì đây? Nắm tay nhau nào. Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở điều đó có một không gian rất là lãng mạn, chúng ta sẽ hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nhé. Gửi tặng các bạn. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ, được ạ. Trời ơi, sao cô đi dễ vậy trời. Rồi, được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả xung quanh, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ. Em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 28 tuổi ạ. 28. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, chào bạn Nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thí Nga, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc á. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm bữa bát đĩa lắm, nên là bây giờ gia đình cái đồ dùng trong gia đình của em á là toàn là đồ nhựa thôi. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À, rồi tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em hả? Lạ vậy ta? Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. Nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn Nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi với nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Hay rồi nha. Hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, ở đây có đàn sẵn luôn rồi. Em đây xin phép tặng bạn gái bài. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Rồi, ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm rồi. À, bù qua bên đây. Được, được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Rồi đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc ăn được anh ơi. Ăn được luôn, thì tốt. Tốt vậy rồi. Bạn bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Rồi, khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em mà nói nhanh anh chưa? Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là... Dạ bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe được không bạn? Cũng tạm được ạ. Tạm được. Tạm được. Rồi, bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua 3 mối tình rồi. Trời, mối tình gì mà 3 mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Mối tình học cấp 3, còn 2 mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu 2 người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi, nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái 2 cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy, bạn anh nghỉ thì bạn sau mới vô. Tao dễ sợ, người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em cũng đang xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á, nên không để níu kéo tình yêu đó, nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên đi đây. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ. Bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ, một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam, nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi nhưng mà cảm giác như là 2 người không hợp nhau á, nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè. Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ trên 1m68 chưa? Bạn mập một chút ạ, là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ, tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. Cậu đâu? Cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai đó. Là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Này cũng giống mà nha. Còn tiêu chí gì nữa không? Em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính lên lời. Chút mượn trong cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá, khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi, em không có khó tính. được mọi người đánh giá dễ tính nhất. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi, về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90 kg được không? Tôi vừa vặn được rồi anh, ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi để tôi qua bên kia coi. Tôi qua trước, tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá, anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được, hoặc là phố đâu phù hợp thì sống ở. À, mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Dạ, ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Khuôn mặt nó giống. Anh chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe ảnh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào? Em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dạ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen, trời ơi dễ nữa. Dạ. Anh thấy hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi sao cô đi dễ vậy trời. Rồi được ha. Duyệt không? Duyệt. Bây giờ rồi. Cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Mình dạ. Cậu đi với ai nữa? Hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà nội hay ngoại em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại bà ngoại trước đi. Con chào. Dạ chào ông. Chào ông ngoại bà ngoại. Trời ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn các cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung, nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi, cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười không là ngoại. Hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ thương. Cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rồi, dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi em trai đi ra em trai. Dạ em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty ạ. Dạ chào cô. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương, hiền. Thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Đó. Cảm ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. Cảm ơn. Anh em biết cây này cây gì không Ngọ? Giống ngọc ngân này phải không? Không phải, đây là cây hoàng tử. Cây này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi này ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi. Tên Ngọ đó. Ngọ với ngựa được á. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Cảm ơn em. Thì anh có món quà tặng em là món quà anh tự làm. Cảm ơn anh ạ, rất là đẹp. Hoa đó em làm đó hả? Dạ. Em làm sao ra hay vậy? Thì em gấp, học trên mạng gấp. Có tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày ấy. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cô trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó ạ. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như mà được đó, thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy. Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, gì mới đây phù hợp rồi. Nhanh vậy, cặp mày làm như đó giờ là nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Là có duyên đó anh. Rồi hẹn hòn sao? Thôi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim không em? Dạ có ạ. Thì chiều tối xem phim ha? Dạ đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới rủ xem phim dạ liền đấy. Em kẹt rồi vài bữa đi. Đúng không? Em hỏi là dự định tương lai nè ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào, hỏi để có ảnh sao ấy không? Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh, có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Ê, về ra mắt đúng em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho bây giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha. Em mong muốn điều gì nói một câu, nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình đó. Nói sao mà đó. Để chốt hạ luôn đó. Mình khen họ nha. Không phải nói sao anh cảm thấy như thế nào, gặp em lần đầu anh thấy làm sao? Cầm đầu thích rồi. Nói với cổ á. Thôi mệt của nó thích quá rồi, bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm á, chứ không có nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1. Bấm thấy không? Thấy không? Tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời nó tự ra luôn rồi. Rồi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ trước. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi, thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mà xin phép em mày. Không, hôn má đàng hoàng. Hôn mà làm gian ớt gì đó. Rồi nắm tay. Trời ơi, nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch. Em chơi thể thao giỏi ạ. Chơi thể thao môn gì? Em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy tại sao em? Cái lý do này em cũng không biết luôn. Cô này bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em. Thôi đi bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, sớm dẻo luôn nha. Dạ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả các vị khán giả. Em tên Lưu Ngọc Triều. Tên gì? Em tên Lưu Ngọc Triều. Lưu Ngọc Triều. Dạ, em đến từ Bình Thuận. Hiện em đang làm giám sát an toàn ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giám sát an toàn? Dạ. An toàn gì? Đó là về gì? Dạ, về chịu trách nhiệm về an toàn cho công nhân trên công trường cơ. Trên công trường, tất cả công trường xây dựng này kia ha. Rồi. Triều nay nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi ạ. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em xin chào anh Nam bên cạnh. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cùng toàn thể các khán giả đang xem đài. Em tên là Bùi Thị Hạnh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ em đến từ Đắk Nông ạ. Đắk Nông. Vâng ạ. Vậy là chúng ta cùng làm việc ở một quận Thủ Đức. Dạ. Cụ thể công việc của em là em làm gì? Dạ hiện tại thì mới đây nhất thì em có làm quản lý spa. Nhưng mà do công việc em có kinh doanh thêm. Em kinh doanh gì? Em kinh doanh online tại nhà. Nên bây giờ em tập trung kinh doanh online ạ. Em bán cái gì? Dạ em bán thực phẩm chức năng ạ. Và nhiều cái khác nữa ạ. Rồi. Chúc mua mày bán đắt ha. Dạ em cảm ơn. Kinh doanh online hiện giờ đang phát triển dữ lắm. Dạ vâng ạ. Chị Tường cũng đang cố gắng. Em cố gắng nha. Dạ em cảm ơn chị Tường. Bây giờ em hãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe. Dạ em thì khá là vui vẻ, hoạt bát, em hòa đồng, năng động, em biết nấu ăn, em thích trẻ con và khá là được lòng người lớn ạ. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch, em chơi thể thao giỏi ạ. Chơi thể thao môn gì? Em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy tại sao em? Cái lý do này em cũng không biết luôn. Tại vì thế là do công việc của em thì chủ yếu là tiếp xúc với nữ giới ạ. Và thời gian thì em tập trung cho công việc khá là nhiều, nên em cũng ít đi tiếp xúc nên là... Rồi, dạ. Ok, một lát tìm hiểu kỹ hơn ha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Dạ, em ưu điểm em là biết nấu ăn, hát hò xíu, năng động, nhiệt tình trong các công việc. Nhược điểm của em thì nhiều khi hồi hộp của em hay quên, đôi khi hơi nóng tính xíu ạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ có một ạ. Quen nhau bao nhiêu năm? Dạ, hồi đó thì em quen được 2 năm nhưng mà yêu xa thôi. Xa là khoảng bao xa? Thì em đi làm Sài Gòn, còn bạn gái đi học dưới quê á. Dưới quê là ở đâu? Ở Bình Thuận. Trời ơi xa quá ha. Từ lúc mà chia tay đến bây giờ mấy năm rồi? Chắc khoảng 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi. Mời bạn gái. Dạ em cũng đã từng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì là cách đây khoảng 1 năm ạ. Do em và anh ấy có gặp nhau một lần tại Đà Nẵng, khi đấy cả hai đều đi du lịch. Sau đó thì gặp nhau về có nói chuyện, nhưng mà về sau nói chuyện thì anh ấy ở ngoài miền Bắc, anh ấy ở Hà Nội, còn em ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là cả hai không hợp nhau ấy ạ. Và hơi xa nhau nên là chúng em dừng lại cách đây được 1 năm rồi ạ. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ em muốn một người đàn ông chững chạc ạ. Có chí tiến thủ, có sự nghiệp và kinh tế ổn định một chút xíu ạ. Và ngoài ra thì em rất là ghét đàn ông chi ly tính toán nhỏ nhặt đấy ạ. Dạ. Anh không chi ly không? Em có tính toán thôi đúng không? Không chi ly hả? Nhưng ngoại hình em nhìn tả không? Em thì ngoại hình thì chỉ cần chỉnh chu ạ, ưa nhìn một chút xíu là được ạ. Rồi. Không đầu hói ạ. Rồi. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn trai bên kia là sao? Dạ mỗi người bạn gái em thì cũng không yêu cầu cao đâu, chỉ cần dễ nhìn, cao 1m rưỡi trở lên được rồi ạ. Dạ, tóc dài, biết nấu ăn, thích mặc áo sơ mi. Ví dụ mà cao 1m4 được không anh? Được luôn. Nói chung là nãy giờ hai bạn nói ra thì chúng ta cảm nhận rằng hai bên cũng như là gần như đáp ứng những cái yêu cầu các bạn đưa ra. Bên đây thì cũng 80% bên bạn gái đưa ra đó. Còn bên kia không biết sao. Chào chị. Cũng cao ráo đẹp trai ha. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được em? Em dự tính khoảng 2 đến 3 năm. Mình sẽ sống làm việc ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn, lập nghiệp trong này luôn. Dạ. Vậy là hai vợ chồng mình sẽ ở riêng, không có làm dâu. Dạ. Em có phụ công việc nhà cho vợ không? Những lúc vợ bận. Dạ, em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung việc nhà cái gì em làm được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hiền quá. Hiền cô này quá, bị người khác bắt nạt. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em, kinh doanh là hiền là một chị, mà kinh doanh phải lanh lẹ. Mà đừng có giữ quá em sợ. Phải giữ mới trị được em. Rồi như vậy là hợp lý đó, bên đây cao ráo, đẹp trai, phụ việc nhà cho vợ là được rồi. Thôi anh qua thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Thử xem coi chiều cao có đúng. Em chào anh ạ. Đúng là cao dễ thương. Dạ. Thí dụ như anh bên đây ảnh cao ráo, cũng đẹp trai, cũng có duyên. Anh đi gặp các cô gái bu xung quanh hoài vậy thì sao? Không lo ngại điều đó lắm ạ. Tại vì em nghĩ là quan trọng là người phụ nữ mình. Nếu như là mình đủ sức quyến rũ, đủ sức khiến bạn nam về nhà mỗi buổi tối, thế là được rồi ạ. Hay, cái này hay nè. Chúng ta đẹp hoài, chúng ta chăm sóc mình càng đẹp thì chồng không có bỏ đi được đâu ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, đó là một trong những cái điều mà tôi cũng rất là thích ha. Được đó, rất là xinh, dễ thương. Em thấy em thích ngay đó mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, hai em gái ruột ạ. Chị hai em ruột? Dạ vâng. Rồi bây giờ trước tiên cho gặp mẹ em trước đi nè. Dạ vâng ạ. Hai em gái ngồi kế bên đó hả? Xin chào em Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Thì tôi xin nhận xét về con gái mình trước. Hạnh là người con cả, sau là có hai em gái, rất là chăm lo cho gia đình và biết quan tâm tới cha mẹ và em. Về nấu ăn bếp nước thì rất là hoàn thiện. Dạ. Còn xin nhận xét bạn trai bên này thì nếu so với mẫu người lý tưởng của con thì cũng được 90% đấy. Thì đấy là do để cho hai đứa để cơ hội để tiến tới với nhau. Xin cảm ơn. Wow, tốt quá, 90%. Cô có cách nào mà cô sinh 3 cô gái xinh quá vậy? Thưa chú Quyền Linh, xinh nhưng mà đều 3 cô đều ế cả. Ế hả? Vậy lên đây từ từ nha. nhờ chương trình Bạn Mới Hào chuyển giúp để nằm mối cho hai cô em luôn. Rồi, cô kia là sinh năm mấy? Cô nhỏ nhất. Cô em út là 99, cô thứ hai là 97. Rồi cho một ý kiến của em gái đi. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Dạ. Và xin chào tất cả khán giả ở trong trường quay ạ. Em chào anh ạ. Con xin nhận xét về anh ở bên này thì thấy anh rất là hiền và thật thà. Tính tình cũng vui vẻ. Ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Như con thì con thấy hai anh chị rất là hợp nhau ạ. Rồi, dạ. Bây giờ cho chị cái bên nói câu đi. Chị đó cũng xinh lắm đấy. Này chị giữa đúng không? Chị giữa. Thấy anh này được không? Con thấy được ạ, tại vì cũng thấy hợp với mẫu người lý tưởng của chị con ạ. Và thấy anh cũng cao ráo và thấy cũng là một điểm tựa cho phụ nữ ấy ạ. Rồi, 97 với 99 để chú lo nha. Đúng vậy thì con cảm ơn ạ. Rồi, chúng ta chuyển sang đàn trai đi. Là em đi với bạn thân. Bạn thân hả? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn gái và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Dũng, là bạn thân của Triều ạ. Triều thì là một người năng động, vui vẻ, hoạt bát thì hay làm cho mọi người cười. Thì trong công việc thì Triều rất là siêng năng và chịu khó và có ý chí vươn lên trong công việc. Đối với bạn gái bên này thì mình thấy rất là dễ thương, cao ráo thì phù hợp với những tiêu chí mà bạn Triều vẫn đưa ra. Qua chương trình thì hy vọng thì hai bạn có thể cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, ý kiến hai bên đã có rồi ha. Bây giờ là quan trọng là bản thân của hai bạn, mình cảm nhận về nhau như thế nào. Mở cửa hàng rào. Rồi đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Chứ anh chờ em xíu, em có món quà tặng anh. Gái luôn mũi cao. Cảm ơn em. Rồi, bắt đầu trò chuyện các bạn. Cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên các bạn gặp nhau? Em hồi hộp. Em cũng hơi hồi hộp. Bạn rất xinh ạ. Dạ, em cảm ơn. Em với bạn gì? Xinh thì nhìn thẳng vô mặt mà nói đi. Lần đầu tiên gặp em thì khác với suy nghĩ của anh. Dạ, khác như thế nào ạ? Anh suy nghĩ của anh là một người tóc dài. Nhưng em tóc ngắn. Tóc ngắn. Dạ. Nhưng tóc dài, tóc ngắn cái nào xinh hơn? Dạ, tùy theo gương mặt anh, nhưng với bạn thì tóc ngắn cũng xinh mà chắc tóc dài cũng xinh đó. À, thế anh cho em hỏi một câu hỏi nha. Anh có suy nghĩ như thế nào về gia đình nhỏ của mình trong tương lai sau này? Kiểu đi làm về được gặp vợ, đi làm về mệt mỏi, vợ chỉ cần cười thôi là mọi mệt sẽ xóa đi hết. Không nấu cơm cũng được anh, không ăn cơm cũng được. Nấu cơm anh nấu được mà. Anh anh nói chỉ cần cười thôi. Chung là nếu mà đi làm về muộn quá thì tất cả cứ để cho anh. Dạ. Tiếp đi, sau này kinh tế trong gia đình ai quản lý, con cái thì sao? Kinh tế chắc để vợ quản lý, nhưng mỗi ngày chi em một khoản nào đấy để em đi lại. Một khoản là bao nhiêu ạ? Thì tùy theo ngày đó công việc cần những gì. Dạ. Anh có chắc là anh không chi ly tính toán nhỏ nhặt đúng không ạ? Anh thì không. Anh có càm ràm không ạ? Không. Thôi bây giờ hát bài đi, mọi người hát bài cho nó không khí lên đi. Thấy hơi căng thẳng rồi đó. Hình như là bạn trai thấy cô gái xinh quá bối rối. Vâng, em xin phép tặng mọi người một đoạn trong một bài. Hát tặng cô gái kìa, cái người đối diện em mới quan trọng kìa. Tặng em một bài mà hát nha. Đừng quên lời. Bài Nắm Lấy Tay Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng nghe từng nhịp tim em, nắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái, đáp lại đi em. Dạ, thế em xin hát một đoạn tặng anh cùng tất cả mọi người ạ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, dịu dàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Rồi, để tay nút bấm. Còn việc bấm hay không là do trái tim các bạn mách bảo. Hãy nghe nhịp đập trái tim của mình. Hãy bấm theo nhịp đập đấy. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Trước mặt ba mẹ, gia đình và thậm chí là hàng triệu khán giả đang xem. Không dối lòng mình nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm hơi trễ nha. Đâu, nó không có vô anh. Nó không có vô. Không có vô hả? Nắm tay đi. Đó. Xin phép. Nói đi. Nói bác gì đấy. Bác cho con xin phép hôn em Hạnh một cái. Nói thôi chứ bây giờ làm khó chàng trai ha. Dạ. Để xem bản lĩnh của anh tới đâu thôi. Dạ. Chứ đây là một người nhút nhát dễ thương lắm. Dạ. Rất là chân thành. Dạ. Nhiều khi ta nói hoa mỹ quá cũng không tốt đâu. Dạ. Em gái ha. Anh nghĩ rằng một cái sự năng động của cô gái cùng với một sự chân thành của em sẽ kết hợp tạo nên một cái trái tim trọn vẹn, một tình yêu trọn vẹn nha. Nhớ chăm sóc lẫn nhau nha. Tìm hiểu nhau để yêu nhau nhiều hơn. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có những cuộc xem phim thật là hạnh phúc. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ, cái tiêu chuẩn rồi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi. Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung. Hiện tại là em 24 tuổi. Và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá. Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Dĩ An, Bình Dương chị ạ. Rồi. Mời em gái giới thiệu. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung. Năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại Serum, bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó. Bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ. Em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ngoài lấy Việt Nam. Cái chuyện nó không sao cả. Vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi ha. Tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ. Em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút. Cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính. Với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa rang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á. Nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình chưa có muốn kết hôn. Thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, hỏi luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn nam rồi không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn nam có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Còn mức độ anh Quyền Linh thì được. Còn anh được hả? Dạ. Anh mà cái hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh ạ. Dễ thương ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ không phải là... Lấy ông chồng nó về, xong rồi á, lúc đầu chưa hói, về em đi, ông quá thời gian, con cái, cô máu, gạo tiền. Ông suy nghĩ quá, ông hói, ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương người đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ, cái tiêu chuẩn rồi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi, bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nếu như mà trường hợp mà ví dụ lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu miễn có công việc làm, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi. Rồi vậy tụi yên tâm. Em chào chị. Rồi chào em. Bên đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu ạ. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng, muốn đi chơi thì phải nói rõ với mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe, khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ, tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Và ghen đúng nha, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt người mệt mình nữa. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. Thì tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1-2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối, dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ vâng. Nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Nào mở rào. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước rèm hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là có một nụ cười rất là duyên. Anh rất là thích. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính. Có một số nhược điểm cũng giống như anh ấy. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong đó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á, thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn, thì không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng, anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ, muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta tiêu tiền cái bài xong ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao không hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè, nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp, em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test em kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi em cảm nhận. Chị biết mà, chị biết gu em mà, đó em cứ kiểm tra đi. Dạ em thấy là hợp với em á chị. Hợp y đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh, nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Về cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt. Em cũng rất là thích. Em hy vọng á là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được, mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói lên ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp và có một cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chọn lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, nói vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi, thôi được rồi, câu gì hay lắm rồi. Để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tai nghe. Ủa? Rồi em đeo cho em nghe nhịp tim của cổ dùm cho anh, dùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có rồi, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Những chiếc vé xem phim để dành cho các bạn đến cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để xem phim nha và tìm hiểu nhau. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu rồi bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Nào ta bấm 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 bấm, nào ta yêu và mình cười. Hết rồi ạ. Trời ơi. Rồi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường, bạn Nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên trong một phòng khám tại Đồng Nai ạ. Mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố má em thì ở Ninh Bình. Làm ở phòng khám là em ngầm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương, làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 91, bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm hả? Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán, tăng doanh số. Dạ. Hay cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm. Hay. Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn manh hết thì có thể em ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời. Có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa, làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi, cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái nhiều, có mấy mối tình rồi? Dạ, 2 mối tình ạ. Nhát gái cũng được 2 mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ cũng hơn 1 năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy là cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Em nhát gái là làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được người bạn đó? Em thì nhát gái em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ. Chứ thực tế bên ngoài thì coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó rung động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn 1-2 lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ, ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi. Chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Bên đây tình trường mình sao em gái? Dạ, tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Trời ơi, em đếm người được quen 100 ngày, đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ, em giống như là có cái không biết sao á, mà em quen ai 3 người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái hương, ta nói có cái hương nữa ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lợi hết trơn á hả? Vâng ạ. Dạ, bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi, mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ, quá được ạ. Được. Rồi, gì nữa? Em cũng thích vẻ đẹp. Nhưng mà đối với em là vẻ đẹp nó phải tát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á, ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính á. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy người ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi, là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? Nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà gán ghét cho một anh hàng xóm. Mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. Ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Rồi bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có lòng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai uống được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không? Chứ chào chú. À, con cũng hơi hỏng tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi nha. À, cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây hiền lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không, cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó, lần thứ ba phải bờ luôn. Lần đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì. Đúng rồi, bỏ qua làm gì, nói luôn đi cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra thì lần người ta biết thì sẽ sửa. Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài là em sẽ cưới. Liên quan gì? Em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Thí dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá, bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Và em không đồng ý. Nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. Mình có đội tóc dài không được? Trời ơi, chừng nào đám cưới được em? Dạ em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm được chị. Sang năm? Dạ. Có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế nào được ạ? Mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau vậy. Tính sau là tính nào tính luôn rồi, cô nghe cô được cô mới sắp xếp chứ. Thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. Có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. Rồi chào cô. Dạ chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát, là tội nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Hôm nay em gái đi với ai? Em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường, chào bạn Nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn Nam bên đây một câu đúng không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu ạ, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, dạ. Hút có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chưa có. Ngát mà không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bề ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉn chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn đi bấm nút. Rồi cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. Anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa. Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là bắp đăng bơ, một đứa là coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? Vậy cũng được. Chúng đặt trà sữa hả? Như vậy nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp vô mới cái là em có hay vào thành phố. Em ở khúc nào nhỉ? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh nhà bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần cuối tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở? Thấy cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh, còn khi mà về nhà rồi thì về mình chi trả nhường em. Anh thấy làm sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À... có rung gì chưa? À... Có rung em thấy cũng hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con đặt tên con luôn rồi. Choáng quá. À, tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có á. Em nghĩ à, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không, không có vé đâu xem phim. Có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt lắm hả em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ý nghĩa là cho cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm, nào ta yêu 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 yêu, và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Vậy hả? Nào ta cùng bấm 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 bấm, ta cùng yêu 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 yêu, ta cùng cười 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 cười. Đơn giản vậy. Bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình ra rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói cái gì đó với cổ đi. Cổ thích lãng mạn lắm, cổ đọc chuyện này kia không à? Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Thì bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt tay vào nút bấm nha hai bạn đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha, chứ không phải bấm nút để đi chơi coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. 1 2 3. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? Thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh học Phạm. Phạm gì? Phạm Cô Cá, Phạm Bắp Rang Bơ. Đây là những vé phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông vén tóc ông chép chép trước nữa. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc.